Xin chào các bác nha. Hai bên em giới thiệu các bác một loại bắp cải đây. Cải xanh tròn cuộn đây. Đây. Như bác nào mà không biết đấy thì chúng ta sẽ gọi đây là mã 75 nhé. Đó. Đây là hàng 3A của Thái nguyên bao bì. Một gói này là 2g. Đấy rất là mới luôn, tinh nha. Mình shop vừa lấy xong. Thế thì cái bắp cải xanh này mã 75 nha. Em muốn đặt đây là mã 75 cho nó dễ, cho các bác dễ lựa chọn và dễ nhớ. Thế thì cái mã này thì nó được 2g. 2g thì bởi cái hạt bắp cải ấy, thì nó sẽ là nhỏ nha các bác. Cho nên nó cũng phải rơi vào được khoảng tầm 200 hạt đấy. Có phải rơi vào tầm đó. Đấy. Em một gói này thì các bác ươm ra được rất là nhiều cây. Đây. Tức là nó rất là nhiều mã, nó đều là dòng mã bắp cải như thế cả. Nó chỉ có điều là nó khác bao bì thôi.